Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý lớp 6 ngày hôm nay. Ở bài học trước, cô và các em đã tìm hiểu bài mở đầu tại sao cần học môn địa lý. Và tiếp tục, trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 1, hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Bài học này gồm 2 tiết và hôm nay chúng ta sẽ học tiết đầu tiên. Như các em đã biết, thì ngày nay, các con tàu ra khơi đều có gắn các thiết bị định vị để thông báo vị trí của con tàu. Vậy dựa vào đâu để người ta xác định được vị trí của con tàu khi đang lênh đênh trên biển? Đó là người ta dựa vào hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Và trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thế nào là hệ thống kinh vĩ tuyến và hệ thống kinh vĩ tuyến này giúp ích được gì đối với con người trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung của bài 1, hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý gồm 3 nội dung chính sau. 1. Hệ thống kinh vĩ tuyến. 2. Tọa độ địa lý. Và 3. Lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới. Và trong tiết 1 ngày này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 nội dung đầu tiên, đó là hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Nội dung đầu tiên cô và các em cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay là phần 1 La Mã, hệ thống kinh vĩ tuyến. Và đây là hình ảnh quả địa cầu. Như các em đã được học, quả địa cầu chính là mô hình thu nhỏ của trái đất. Trên quả địa cầu có thể hiện cực Bắc, cực Nam và hệ thống kinh vĩ tuyến. Và đây là hình 1.1, kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả địa cầu. Quan sát hình 1.1 và đọc thông tin trong mục 1 La Mã sách giáo khoa, em hãy xác định kinh tuyến gốc, các kinh tuyến đông, các kinh tuyến tây và so sánh độ dài của các đường kinh tuyến với nhau. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thế nào là đường kinh tuyến. Các em quan sát hình 1.1, kinh tuyến và vĩ tuyến trên quả địa cầu, sẽ thấy có những đường thẳng nối từ cực Bắc đến cực Nam. Và đây chính là những đường kinh tuyến. Vì vậy, khái niệm kinh tuyến là các đường nối từ cực Bắc đến cực Nam trên bề mặt quả địa cầu. Và nếu như mỗi đường kinh tuyến cách nhau một độ, thì trên bề mặt quả địa cầu sẽ có tổng cộng 360 đường kinh tuyến. Và trong đó sẽ có một đường kinh tuyến gốc. Và đường kinh tuyến gốc này chính là đường kinh tuyến đi qua đài Thiên Văn Greenwich ở nước Anh, và đường kinh tuyến gốc bao giờ cũng là đường kinh tuyến không độ. Từ đường kinh tuyến gốc trở về bên phải hay nửa cầu ở bên phải của đường kinh tuyến gốc chính là nửa cầu đông. Và vì vậy, các kinh tuyến ở phía bên phải của kinh tuyến gốc là kinh tuyến đông. Và tương tự, nửa cầu ở bên trái của đường kinh tuyến gốc chính là nửa cầu tây, và những đường kinh tuyến ở bên trái của kinh tuyến gốc ta gọi đó là kinh tuyến tây, và các đường kinh tuyến có độ dài luôn luôn bằng nhau. Các em tiếp tục quan sát hình 1.1 và đọc thông tin trong mục 1 La Mã sách giáo khoa, em hãy xác định vĩ tuyến gốc hay còn gọi là xích đạo, vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam, và so sánh độ dài các đường vĩ tuyến với nhau. Tiếp tục, các em cùng quan sát hình 1.1, sẽ thấy những vòng tròn bao quanh quả địa cầu và nó vuông góc với đường kinh tuyến, thì đây chính là những đường vĩ tuyến trên bề mặt quả địa cầu. Chính vì vậy, có khái niệm vĩ tuyến là những vòng tròn bao quanh quả địa cầu và vuông góc với kinh tuyến. Nếu như ta vẽ mỗi đường vĩ tuyến cách nhau một độ, thì trên quả địa cầu sẽ có tổng cộng 181 đường vĩ tuyến, và trong đó sẽ có một đường vĩ tuyến gốc nằm ở giữa quả địa cầu, và đường vĩ tuyến gốc này chính là đường xích đạo, hay còn gọi là vĩ tuyến không độ. Nửa cầu ở phía trên đường vĩ tuyến gốc sẽ là nửa cầu bắc, và chính vì vậy, những đường vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực bắc ta gọi đó là vĩ tuyến bắc. Tương tự, nửa cầu nằm ở phía dưới của vĩ tuyến gốc ta gọi đó là nửa cầu nam.
và những đường vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực nam, ta gọi đó là vĩ tuyến nam. Và độ dài của các đường vĩ tuyến này không bằng nhau, độ dài sẽ giảm dần từ xích đạo về phía hai cực. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung của phần 1 La Mã, hệ thống kinh vĩ tuyến. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung 2 La Mã, tọa độ địa lý. Đây là hình 1.2, vị trí các điểm A, B, C, D trên quả địa cầu. Đọc nội dung kinh chữ trong mục 2 La Mã sách giáo khoa, em hãy cho cô biết tọa độ địa lý của một điểm trên quả địa cầu hoặc bản đồ được xác định như thế nào. Thì tọa độ địa lý của một điểm được xác định chính là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hoặc trên quả địa cầu. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, em hãy cho biết thế nào là kinh độ của một điểm. Kinh độ của một điểm được định nghĩa là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc. Và khi nêu kinh độ của một điểm, các em cần xác định rõ địa điểm đó nằm ở phía tây hay phía đông của kinh tuyến gốc. Sau đây sẽ là một ví dụ để các em dễ hiểu hơn. Ví dụ, chúng ta sẽ cùng tìm kinh độ của điểm B. Quan sát trên hình 1.2, các em thấy được điểm B nằm trên đường kinh tuyến 40 độ. Và đường kinh tuyến 40 độ này nằm ở phía đông của đường kinh tuyến gốc, nên đây sẽ là đường kinh tuyến 40 độ đông. Chính vì vậy, khoảng cách từ điểm B đến đường kinh tuyến gốc sẽ là 40 độ đông. Và 40 độ đông được ta gọi chính là kinh độ của điểm B. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thế nào là vĩ độ địa lý của một điểm. Thì dựa vào nội dung sách giáo khoa, em hãy cho biết thế nào là vĩ độ của một điểm. Vĩ độ của một điểm được định nghĩa là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc. Và khi nêu vĩ độ của một điểm, các em cũng cần phải xác định rõ địa điểm đó nằm ở phía bắc hay phía nam của vĩ tuyến gốc. Sau đây sẽ là một ví dụ. Chúng ta sẽ cùng tìm vĩ độ của điểm B. Qua hình 1.2, các em sẽ thấy được điểm B nằm trên đường vĩ tuyến 20 độ. Và đường vĩ tuyến 20 độ này nằm ở phía bắc của đường vĩ tuyến gốc, nên đây sẽ là vĩ tuyến 20 độ bắc. Và từ đây chúng ta sẽ thấy được khoảng cách từ điểm B đến đường vĩ tuyến gốc sẽ là 20 độ bắc. Và 20 độ bắc được gọi là vĩ độ của điểm B. Và tiếp theo, em hãy cho biết thế nào là tọa độ địa lý của một điểm. Tọa độ địa lý của một điểm được định nghĩa chính là nơi giao nhau giữa kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Hay nói cách khác, tọa độ địa lý của một điểm sẽ bao gồm kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Như ví dụ ở trên, các em đã biết được kinh độ của điểm B là 40 độ đông, vĩ độ của điểm B là 20 độ bắc. Và từ đây, chúng ta sẽ biết được tọa độ địa lý của điểm B sẽ là 40 độ đông, 20 độ bắc, và cách viết cô đã thể hiện trên màn hình. Tiếp theo là phần luyện tập. Cô và các em sẽ cùng làm một bài tập nhỏ sau đây. Các em hãy quan sát hình 1.2, vị trí của các điểm A, B, C, D trên quả địa cầu, và các em hãy xác định tọa độ địa lý của các điểm A, B, C, D. Thì cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập này. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng xác định tọa độ địa lý của điểm A. Qua hình ảnh trên thì các em thấy điểm A nằm trên đường kinh tuyến 80 độ. Và đường kinh tuyến này nằm ở phía đông của đường kinh tuyến gốc, nên đây sẽ là đường kinh tuyến 80 độ đông. Và ngoài ra, điểm A còn nằm trên đường vĩ tuyến 40 độ. Đường vĩ tuyến này nằm ở phía bắc của đường xích đạo, hay còn gọi là vĩ tuyến gốc, nên đây sẽ là vĩ tuyến 40 độ bắc. Vì vậy, ta sẽ xác định được tọa độ của điểm A là 80 độ đông, 40 độ bắc. Tương tự, điểm B thì cô đã lấy ví dụ lúc nãy rồi.
Điểm B sẽ có tọa độ địa lý là 40 độ Đông, 20 độ Bắc. Và điểm C, các em nhìn hình sẽ thấy điểm C nằm trên đường kinh tuyến 20 độ. Và đường kinh tuyến này nằm ở phía đông của đường kinh tuyến gốc, nên đây sẽ là đường kinh tuyến 20 độ Đông. Và điểm C nằm trên đường vĩ tuyến 40 độ. Đường vĩ tuyến này nằm ở phía nam của đường xích đạo, nên sẽ là đường vĩ tuyến 40 độ Nam. Vì vậy, tọa độ địa lý của điểm C sẽ là 20 độ Đông, 40 độ Nam. Tương tự, chúng ta sẽ xác định được tọa độ địa lý của điểm D là 40 độ Tây và 20 độ Nam. Phần bài tập này tương đối khó, nên sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, các em có thể tự làm thêm ở nhà để chúng ta quen với làm bài tập xác định tọa độ địa lý của các điểm trên bản đồ hoặc là trên quả địa cầu. Cô và các em vừa tìm hiểu xong hai nội dung chính trong tiết học ngày hôm nay, đó là hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý, và sau đây là nội dung ghi bài. Sau khi kết thúc tiết học ngày hôm nay, các em sẽ ghi nội dung ghi bài vào trong tập của mình. Và sau đây là phần về nhà dành cho các em. Các em nhớ ghi bài vào tập, xem lại phần luyện tập và đọc trước phần 3 la mã của bài 1 Hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.